Bài tập số 8 là mình là thực hiện các hàm xử lý chuỗi cơ bản. Thì đối với bài tập số 8 này á, thì mình sử dụng cái hàm là left, là mình cắt bên trái, cắt chính giữa là dùng cái hàm mid, rồi và bên phải là hàm right. Và mình sử dụng thêm cái hàm if vào ha. Thì thầy sẽ hướng dẫn các em, đầu tiên là mình thực hiện câu 1. Câu 1 lập công thức cho cột mã loại biết rằng ký tự cuối của mã hợp đồng là mã loại. Đây, ký tự cuối của mã hợp đồng đằng này đúng không? Là mã loại. Thì vấn đề là mình khi mà mình tính toán á, thì nó sẽ cái hàm xử lý chuỗi, cắt chuỗi thì nó ra chuỗi hay là ra số? Ra chuỗi nha em. Rồi, đầu tiên á, là mình dùng cái hàm ký tự bên phải thì mình dùng hàm right ha. Rồi, bên phải mình thấy là đưa vào một cái test nè, đúng rồi, mọi cha tức là số ký tự cần cắt. Ví dụ như là mình cắt một ký tự thì mình phải một đóng ngoặc lại. Rồi, một thì có phải là ra số 2 không? Ở đây một nè, hai nè, một nè. Còn nếu như mình cắt hai ký tự thì nó sẽ cắt hai ký tự từ bên phải, à, số ký tự mình cắt xuất phát từ bên phải là cắt 52 nè, thấy chưa? 118201, tức là từ cái bên phải nó cắt ngược lại hai ký tự. Thì đối bài này là mình cần cắt bao nhiêu ký tự? Một ký tự ha. Thì khi mà mình cắt xong á, mà cái giá trị mình thấy là nó nằm bên tay phải ở tay trái không, nằm bên trái, thì nó hiểu ở đây là mình cắt chuỗi thì trả về chuỗi. Mà để biến chuỗi thành số thì các em phải lồng vô một cái hàm cho thầy nữa, là cái hàm đó là tên là hàm value ha. Hàm value ha, rồi mở ngoặc ra, rồi ra, rồi đóng ngoặc cái hàm value lại ha. Value mở ngoặc ra, rồi cắt một cái tự, tức là mình biến một cái chuỗi thành cái gì? Thành một số ha, đổi chuỗi thành số. Thì mình thấy là nó nằm bên tay phải chưa? Tay phải là nó hiểu là số, bên trái thì hiểu là gì? Ký tự chuỗi, chuỗi gọi là chuỗi gồm có biên thức số. Tiếp theo là mình đi tính cái số thứ tự hợp đồng. Thì số ký tự hợp đồng nó biết rằng là ba ký tự giữa của mã hợp đồng là số thứ tự của hóa đơn. Số ký tự của hợp đồng ha, hóa đơn gì đó. Rồi. Tức là ba ký tự giữa thì mình sẽ dùng cái hàm là gì? Hàm mid. Ha, mở ngoặc ra. Rồi, nhấp vô. Thì nó mình thấy là number style, number cha, tức là cái ký tự bắt đầu mình cắt. Như vậy, đối với bài này có phải là ba ký tự giữa thì bỏ ký tự đầu ra không? Rồi xuất phát từ ký tự thứ hai, như vậy là mình mới phải xuất phát từ ký tự thứ mấy? Thứ hai, mình cắt bao nhiêu ký tự? Cắt ba ký tự. Cắt ba ký tự đóng ngoặc lại. Đó. Cái vị trí bắt đầu, rồi sau đó tới ngành mình cắt à. Thì cắt chuỗi nó trả về thành chuỗi, cắt chuỗi thì trả về thành chuỗi, chuỗi thì nó nằm dữ liệu ở bên tay trái ha. Rồi mình đi tính cột giảm giá ở câu số 3, thì mình sử dụng cái hàm if. Hàm if thì sẽ có điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện công việc 1, điều kiện sai thì thực hiện công việc 2. Thì đối với bài này là nếu mã loại là 1 thì giảm giá 30%, nếu mã loại bằng 2 thì giảm giá bao nhiêu? 50. Như vậy nó chỉ có điều, trong khi mã loại mình chỉ có 1, 2 thôi, có điều kiện khác không? Như vậy mình sử dụng mấy điều kiện? 1 hàm if thôi. Nếu nó không là 1 thì chắc chắn nó phải là gì? Là 2. Như vậy giảm giá bằng if ha, if nếu C3 nè, nãy mình đổi chuỗi thành số thì mình so sánh số bằng 1 thì 30%. Mình làm đơn giản nhất là gì cũng được, 30% nhân đơn giá nhân số lượng. Rồi nếu điều kiện đúng thì thực hiện công việc 1, ngược lại là phải điều kiện sai thực hiện công việc 2. Nếu cái mã
loại không là một thì nó phải là gì? Phải là hai không? Là hai thì bắt đầu là nó là gì các em? 50%. 50% nhân E3 nhân F3. Rồi đóng ngoặc lại. Nếu nó là mã loại nó là 2 thì nó sẽ giảm giá là 50%. Ở các em enter ha. Mình tính còn thành tiền. Thành tiền á là bằng số lượng nhân đơn giá nhân số lượng trừ cho gì? Giảm giá, enter. Rồi. Ha, công thức của mình E3 nhân F3 trừ E3. Enter. Rồi, sau đó là bước cuối cùng là chỉnh dấu phẩy thập phân nha. Rồi, nhấp vô dấu phẩy nè. Cái gì số thì mình phải chỉnh nó cho nó đẹp. Rồi. Rồi các em hoàn thành bài tập ha.